hôm qua được xem là ngày bạo lực nhất kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào giải Gaza. Quân đội Israel cho biết đã xâm nhập vào trong trung tâm Khan Yunis, mục tiêu đầu tiên trong cuộc tấn công trên bộ mở rộng vào miền nam giải Gaza. Cuộc tấn công vào miền nam giải Gaza có nguy cơ gây ra làn sóng di tản mới của người Palestine và khiến thảm họa nhân đạo ở giải Gaza càng trở nên tồi tệ hơn khi các lệnh sơ tán quân sự mới đang ép người dân vào các khu vực ngày càng nhỏ hơn ở phía nam. 80% trong số 2,3 triệu cư dân của giải Gaza phải rời bỏ nhà cửa, hầu hết chạy về phía nam. Quan chức cấp cao Hamas Osama Hamdan tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán hay trao đổi tù nhân cho đến khi Israel chấm dứt hành động quân sự ở giải Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ giành lại quyền kiểm soát an ninh mở đối với giải Gaza sau khi chiến tranh kết thúc dưới áp lực của Mỹ yêu cầu ngăn chặn thương vong hàng loạt cho dân thường. Israel cam kết giờ đây chiến dịch của họ sẽ nhắm mục tiêu chính xác hơn và thực hiện các bước đi bổ sung để hối thúc dân thường sơ tán đúng tuyến. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cho rằng Israel chưa hành động đủ để cho phép thêm nhiên liệu và viện trợ vào giải Gaza. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Gaza cho biết tình hình đang xấu đi từng giờ. Trong khi người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, James Ender cho biết các khu vực ở giải Gaza được Israel thiết kế cho là an toàn cũng chưa đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, đồng thời cảnh báo rằng việc thiếu điều kiện vệ sinh và nơi trú ẩn đang khiến cho dịch bệnh bùng phát. Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamas Anthony kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc buộc Israel quay lại bàn đàm phán đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước bạo lực đẫm máu ở giải Gaza. Qatar từng là nhà hòa giải chính cho các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo 7 ngày mới đây phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc diễn ra hôm qua ở thủ đô doha quốc vương qatar nhấn mạnh sẽ là hổ thẹn nếu cộng đồng quốc tế để cho tội ác ghê gớm này tiếp diễn trong gần hai tháng trong thời gian đó việc giết hại có chủ ý và có hệ thống dân thường vô tội không có khả năng tự vệ vẫn đang tiếp diễn trong đó có cả phụ nữ và trẻ em Quốc vương Jordani Abdullah cũng cho rằng thế giới cần lên án bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm tạo điều kiện cưỡng ép người Palestine phải di rời khỏi giải Gaza khi cuộc chiến bước vào giai đoạn mới, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Mishana Shbonlarik sau khi tới giải Gaza đã kêu gọi bảo vệ dân thường nhiều hơn. Chúng ta phải tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, chúng ta không thể quay lưng lại với những gì đang xảy ra đó sẽ là sự thất bại về mặt đạo đức tôi kêu gọi tất cả các bên bất kỳ ai có ảnh hưởng hãy tìm cách giảm leo thang và tìm kiếm các giải pháp phi quân sự trước nỗi đau khổ to lớn của người dân cả hai bên